Chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin rất hy hữu khi một cháu bé 7 ngày tuổi bị ngừng sặc sữa được cứu sống. Và thông tin từ Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng cho biết trên đường chở con về nhà, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo công tác tại khoa hô hấp Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng đã cấp cứu kịp thời cho một cháu bé chỉ mới 7 ngày tuổi ở trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim vì sặc sữa. Theo bệnh viện, sự việc xảy ra vào tối ngày 4 tháng 7. Khi đó thì nữ điều dưỡng Thảo cùng với người thân đang trên đường về nhà ở xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên thì bắt gặp người đàn ông ở cùng xã bế ở trên tay bé trai sơ sinh đã ngưng thở, người tím tái, đang trên đường tìm phương tiện đưa đi cấp cứu. Phía sau là một người phụ nữ trẻ vừa gào khóc. Chị Thảo đã dừng xe, tự giới thiệu mình là nhân viên y tế. Sau đó nữ điều dưỡng này đã nhanh nhẹn đưa bé lên xe taxi cùng người thân của bé chuyển thẳng tới bệnh viện gần nhất cấp cứu. Và trên đường xe di chuyển đến bệnh viện, chị Thảo đã ép tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt, hút mũi miệng trực tiếp cho cháu bé, khiến bé có thể hô hấp trở lại nhưng vẫn ở trong tình trạng rất nguy kịch. Sau ít phút sơ cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên, bé trai đã có mạch đập trở lại. Để điều trị chuyên sâu cho bé, bệnh viện đa khoa huyện đã làm thủ tục chuyển bé tới bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng. Qua 6 ngày điều trị đến nay, sức khỏe bé trai đã dần ổn định. Các bác sĩ bệnh viện vẫn đang tiếp tục theo dõi điều trị và chờ sức khỏe cháu bé hoàn toàn bình phục và sẽ làm thủ tục xuất viện. Được biết vào tối xảy ra sự việc thì bé trai sơ sinh đang được người nhà cho bú sữa bình rồi bị sặc sữa dẫn đến ngừng thở và toàn thân tím tái. Nguyên nhân khiến cho trẻ bị sặc sữa theo các bác sĩ có thể là do người cho trẻ bú không đúng tư thế hoặc là cho trẻ bú khi mà trẻ đang khóc, ho, cười, hóng chuyện, sữa mẹ quá nhiều hoặc là núm vú cao su quá rộng, sữa trào ra nhiều khiến cho trẻ không kịp nuốt. Trẻ có thói quen vừa bú vừa ngủ nhưng mà lại không nuốt sữa kịp khiến cho sữa trào lên mũi, khí quản gây sặc. Vâng, qua là một sự việc rất là may mắn và cũng rất là đáng tuyên dương đối với nữ điều dưỡng tên Thảo. Còn bây giờ xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Với chiêu trò việc nhẹ, lương cao, nhiều công dân Việt Nam đã bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo và làm việc tại đặc khu kinh tế Bò Kẹo thuộc tỉnh Bạn Lào. Vâng, và mới đây, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng vừa phối hợp với Công an thành phố Viêng Chăn của Lào giải cứu thành công 7 nạn nhân là công dân Việt Nam bị lừa sang Lào làm việc với chiêu bài việc nhẹ, lương cao. Theo đó, sau 9 ngày giải cứu đến ngày 12 tháng 7, các lực lượng chức năng đã đưa 7 nạn nhân về đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hương Sơn, Hà Tĩnh an toàn. Nạn nhân được giải cứu lần này gồm có 5 nam ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An và 2 nữ ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Qua điều tra xác minh, đầu tháng 3 năm 2024, các nạn nhân quen biết một người phụ nữ thông qua mạng xã hội ở bên Lào. Người này dụ dỗ 7 nạn nhân làm hộ chiếu để xuất cảnh sang Thái Lan bán vé số, mỗi tháng trả 17 đến 20 triệu đồng. Nhưng khi sang Lào, chúng đưa các nạn nhân đến đặc khu kinh tế Bò Kẹo làm việc với hình thức lập các tài khoản Zalo, app Walmart, Facebook ảo, lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt tài sản. Mỗi ngày chúng bắt các nạn nhân phải làm việc từ 13 đến 18 giờ đồng hồ. Nhận thấy đây là việc làm sai trái, vi phạm pháp luật nên các nạn nhân đã tìm cách liên lạc về với gia đình làm đơn cầu cứu Bộ đội Biên phòng để được giải cứu. Hiện Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang điều tra xác minh hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ ban đầu để bàn giao nạn nhân cho Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và tổ chức Trẻ Em Rồng Xanh hỗ trợ đưa các nạn nhân về với gia đình. Vâng, thông tin thêm, từ đầu năm 2023 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã giải cứu 5 vụ trên 27 nạn nhân, phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu 4 vụ trên 14 nạn nhân và tiếp tục nhận của lực lượng chức năng Lào trao trả 2 vụ với 59 nạn nhân bị lừa ra nước ngoài với chiêu bài việc nhẹ lương cao mà chúng tôi đã vừa kể. Còn vào ngày 13 tháng 7, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự nhiều đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lên đến 57 tỷ đồng. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và các đơn vị chức năng, bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá gồm Võ Hoàng Minh, Trần Đình Thắng, Trương Anh Phong, Nguyễn Quốc Dũng, Đỗ Hoàng Hải, Trần Quốc Đạt, Phạm Thành Quốc Xuyên, Nguyễn Thanh Sang. Và khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ 15 điện thoại, 5 sổ đỏ, 1.200 đô la Mỹ và 670 triệu đồng tiền mặt. Qua đấu tranh thì các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Và được biết đối tượng cầm đầu là Lê Việt Khanh, 32 tuổi, ngụ tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Và hiện cơ quan công an tiếp tục truy bắt Lê Việt Khanh cùng với những người có liên quan trong đường dây cá độ bóng đá nêu trên. Bước đầu công an cũng xác định từ đầu tháng 6 năm 2024 đến khi bị công an triệt phá, đường dây cá độ bóng đá đã giao dịch đánh bạc hơn 577.000 điểm, tương đương với 57 tỷ đồng. Vâng, thưa quý vị,
Rõ ràng mưa lớn kéo dài những ngày vừa qua, đặc biệt ở những tỉnh vùng núi phía Bắc, khiến cho khả năng sạt lở đất rất cao khi mà đất đã ngậm no nước. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì từ đêm ngày 13 cho đến ngày 17 tháng 7, hầu hết cả 3 miền trên cả nước đều xuất hiện mưa lớn, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Vâng, và do xuất hiện mưa lớn diện rộng sau nhiều ngày nắng nóng, tác động này khiến cho nhiều khu vực, nhất là vùng núi, có khả năng xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Hiện ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo đêm nay ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 80 mm. Đáng lưu ý, từ ngày mai 14 tháng 7, mưa lớn mở rộng khắp nhiều vùng trên cả nước. Cụ thể, từ đêm mai đến ngày 17 tháng 7, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ là 60-120mm, có nơi trên 200mm. Đặc biệt, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, lượng mưa là 100-200mm, có nơi trên 250mm. Hôm qua ngày 12 tháng 7, nhà điều hành sân bay quốc tế Debrecen của Hungary thông báo sân bay đã phải tạm thời đóng cửa vì đường băng bị hư hại nghiêm trọng do đợt nắng nóng đang hoành hành tại quốc gia Trung Âu này. Theo nhà điều hành sân bay quốc tế Debrecen, do nhiệt độ cao kéo dài liên tục đã tác động mạnh tới khe co giãn bê tông của đường băng sân bay này. Dự kiến việc sửa chữa đường băng sân bay có thể mất một tuần, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Ước tính có khoảng 2.500 hành khách bị ảnh hưởng bởi quyết định này. Giới chức sân bay cho biết trong lịch sử chưa từng xảy ra sự cố nào khiến đường băng sân bay này phải đóng cửa lâu như vậy. Trong thời gian sân bay Debrecen đóng cửa, sân bay Budapest sẽ tiếp quản việc xử lý các chuyến bay và hành khách từ Debrecen. Do vậy, lưu lượng hành khách tại sân bay Budapest có thể vượt quá 55.000 lượt khách mỗi ngày. Hungary đang trải qua tình trạng nắng nóng gay gắt kể từ ngày 7 tháng 7 vừa qua và dự kiến đợt nắng nóng có thể kéo dài đến ngày 18 tháng 7 tới. Các chuyên gia khí tượng nhận định tháng 6 vừa qua là tháng nắng nóng cực điểm tại khắp các châu lục. Tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tần suất và cường độ của các đợt nắng nóng tại Hungary và trên toàn cầu. Gần đây thì một người phụ nữ trẻ ở Quảng Đông Trung Quốc đã tạo ra một làn sóng tranh cãi trong cộng đồng mạng khi mà chia sẻ cơ thể gầy gò đến mức rất khó tin. Cô gái này cao khoảng 1m6 nhưng mà chỉ nặng chỉ vỏn vẹn 25kg. Và trước ống kính cô lộ rõ vẻ ngoài gầy đến trơ xương, và hiện cụm từ cô gái Quảng Đông cao 1m6 nặng 25kg mà vẫn muốn giảm cân đang lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo, thu về hơn 120 triệu lượt truy cập. Cô gái gầy gò chia sẻ với truyền thông rằng bản thân vô cùng hài lòng với thân hình hiện tại. Vóc dáng này cũng không hề mang đến cho cô bất kỳ sự bất tiện hay là khó chịu nào trong cuộc sống thường ngày. Đồng thời, cô cho biết vẫn tiếp tục mong muốn giảm cân, theo đuổi một thân hình thon gọn mảnh mai hơn. Điều này càng làm dấy lên sự tranh cãi trong cộng đồng mạng. Thậm chí, nhiều người sợ rằng cô sẽ gặp một vấn đề rất nghiêm trọng về sức khỏe, rất đáng báo động. Tại Trung Quốc thì trào lưu mình hạc xương mai được hầu hết các nghệ sĩ, người đẹp theo đuổi. Đặc biệt trong giới siêu mẫu thì những người ví như là những bộ khung xương di động vì thân hình quá gầy gò. Những tiêu chuẩn khắt khe về vẻ ngoài như eo bằng giấy khổ A4, xương cánh bướm hay cổ thiên nga vô tình tạo áp lực cho rất nhiều người. Và không hiếm những trường hợp những nghệ sĩ, người đẹp nhịn đói rất nhiều ngày, giảm cân một cách sai khoa học dẫn đến việc ngất xỉu, đột quỵ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mình.